đạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh bà hiền dân làm được. Hạt giống mưa. Tiểu Sủng ơi, mô hình thuyền buồm của tớ bơi thử thành công rồi đấy. Nó tốt lắm. Chúc mừng cậu. Nhưng mà cậu đã nói cả buổi tối hôm nay rồi, tớ buồn ngủ quá. À đúng rồi, tớ phải gọi điện kể cho bà ngoại nữa. Hiếu Hiếu, muộn lắm rồi. Ngày mai gọi đi, bà ngoại có thể đã ngủ rồi. Gọi một chút thôi sẽ không làm phiền bà ngoại đâu. Người không yên, đừng làm phiền. Khi người khác không thuận tiện, thì đừng làm phiền họ. Như vậy là không lễ phép đâu. Alo ngoại ơi, con có một tin vô cùng tốt muốn kể ạ. Mô hình thuyền buồm của con đã bơi thử thành công rồi. Vậy sao? Ngoại ơi, sao ngoại ho vậy? Hiếu Hiếu, thế nhưng ngoại bị bệnh rồi. Sao cơ? Ngoại ơi, sao ngoại ho vậy ạ? Ngoại con gần đây sức khỏe không tốt lắm. Lúc nãy chắc là do đi nghe điện thoại không kịp mặc áo nên bị cảm lạnh. Cậu xem, tớ đã bảo cậu trễ thế này rồi đừng làm phiền ngoại nữa mà. Ngoại ơi, con xin lỗi ạ. Không sao, Hiếu Hiếu giỏi giang vậy, ngoại cảm thấy không gì vui bằng. Ông ơi, sao bà ngoại lại bị bệnh vậy? Gần đây thời tiết có chút khô hạn, hoa màu sinh trưởng không tốt. Là do lỗi của tớ, gọi điện mà không để ý đến thời gian. Chúng ta phải học được tỉ mỉ thể nghiệm người khác, nghe điện thoại cũng không nên không hỏi đối phương. Tiểu Sùng ơi, cậu nói người không yên đừng làm phiền, phải tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát người khác. Vậy tớ muốn giúp ông ngoại cầu mưa. Được, tớ ủng hộ cậu. Bà Mưa ơi, bà có ở đó không? Đây là cái gì vậy? Đây là dây leo điện thoại. Chỉ cần ở nơi có nước thì có thể dùng để gọi bà Mưa. Không thấy trả lời, cậu thử gọi lại đi. Không có trả lời, tức là bà Mưa đang bận. Bởi vì bà Mưa thông thường sẽ nghỉ ngơi vào ban ngày và làm việc vào buổi tối. Sắp xếp khu vực ráng mưa của ngày tiếp theo. Chúng ta đi trước thôi. Bệnh của ngoại ngày càng nặng. Bà Mưa ơi, bà có ở đó không? Bà Mưa ơi, bà Mưa ơi. Ai vậy? Ồn ào thế. Bà Mưa ơi, bà có thể ráng thêm một ít mưa không ạ? Bà ngoại con lo lắng đến sinh bệnh rồi. Gần đây công việc ráng mưa của bà vô cùng bận rộn, mệt đến nỗi sắp không còn chút pháp lực nào rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại bị con làm ồn ào rồi. Nhưng mà con có việc gấp mà. Được rồi, để tấm lòng hiếu thảo của con. Đây là hộp mưa và hạt giống mưa. Bây giờ bà đang mệt lắm, con tự mình bồi dưỡng ra bé đài sen đi. 3 ngày sau sẽ tự động sinh trưởng ráng mưa. Cảm ơn bà. Cậu đang làm gì vậy? Tớ tìm thấy bà Mưa rồi. Bà dạy tớ làm sao trồng hạt giống mưa ấy mà. Bà nói phải để ở nơi cao một chút, ở trên tường. Hạt giống mưa ơi, em có thoải mái không?
thoải mái. Em có chuyện gì cứ nói với anh nhé, anh sẽ chăm sóc em. Em muốn sinh trưởng yên tĩnh, bây giờ em phải đi ngủ rồi. Hạt giống mưa ơi, em khỏe không? Hạt giống mưa ơi, em làm sao vậy, trả lời anh đi. Em vẫn ngủ mà, em rất khỏe. Tốt rồi, làm anh sợ quá. Hiếu Hiếu, cậu đừng làm phiền hạt giống mưa nữa. Tớ đang tỉ mỉ quan tâm người khác mà. Hạt giống ơi, hạt giống. Anh không làm phiền em nữa đâu. Nhưng mà vì bà ngoại anh đang bị bệnh, em hãy cố gắng sinh trưởng thật nhanh nhé. Em là em bé đài sen sao? Sao lại như vậy? Em bệnh rồi, không phun ra nước được. Bé đài sen, em sao vậy? Hiếu Hiếu, mau thả em ấy xuống. Trong quá trình em sinh trưởng, luôn bị anh làm phiền, bây giờ thật khó chịu. Thế nên nước em phun ra đều là nước có bệnh. Cái này là do lỗi của anh à? Anh xin lỗi em nhé. Hãy nhanh chóng khỏe lại đi. Hiếu Hiếu, đừng khóc nữa. Cậu ấy qua đời rồi. Giờ phải làm sao đây? Hiếu Hiếu, cả ngày nay cậu không nói câu nào rồi. Cậu có gì muốn nói thì nói đi. Tớ vẫn luôn chăm sóc tỉ mỉ cho hạt giống, lại còn nói chuyện với em ấy nữa, còn an ủi nữa. Thế mà em ấy vẫn... Thực ra cậu không hề làm được vì người khác suy nghĩ. Tại sao? Tớ vẫn luôn thật tâm thành ý mà. Hạt giống thích yên tĩnh. Dù cho cậu có ý tốt chăm sóc, khi người khác không có nhu cầu thì cũng không thể làm người khác thêm phiền lòng. Phải đợi đến thời cơ thích hợp, như vậy thì người ta mới dễ dàng tiếp nhận. Hơn nữa, sự việc có gấp gáp tới đâu cũng giống như khi cậu xin bà mưa bé đài sen, cũng phải xem đối phương có thuận tiện không. Không thể coi mình là trung tâm. Tớ hiểu rồi. Bà mưa chắc đang bận. Ngày mai mình lại tới vậy. Ai đang gọi ta vậy? Bà mưa ơi, bà có bận gì không? Bà có thể giúp bé đài sen khỏe trở lại không ạ? Hóa ra là vậy. Con đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện. Có điều, bà sẽ tha thứ cho con. Dù sao con cũng là một đứa trẻ có tâm địa thiện lương. Con quay về mở lại hộp mưa ra nhìn xem. Bé đài sen. Bé đài sen cần yên tĩnh để hồi phục sinh mạng. Mình không nên làm phiền. Không xong rồi. Không khéo hộp mưa bị thổi xuống mất. Đau quá. Thật đáng sợ. Bé đài sen ơi, em làm sao vậy? Bé đài sen nhất định là bị sợ hãi. Đừng sợ, anh bảo vệ em. Đau quá. Thật ấm áp. Cảm ơn anh Hiếu Hiếu. Bây giờ em rất là quý anh. Hiếu Hiếu quan tâm đến bà ngoại nhất. Ngoại ơi, bây giờ ngoại nói chuyện có tiện không ạ? Tiện chứ. Ngoại ơi, bệnh của ngoại đã khỏi chưa ạ? Khỏi rồi, hoàn toàn khỏi rồi. Thật sao ạ? Ngoại ơi, mô hình thuyền buồm của con đã được chọn làm đại biểu của trường đi tham gia buổi triển lãm của toàn thành phố ạ.
Thật sao? Tốt quá. Người không yên, không làm phiền là một loại năng lực suy nghĩ cho người khác. Khi người khác không thuận tiện, chúng ta không nên tới làm phiền. Cho dù là có ý tốt, khi người khác không có nhu cầu, cũng không nên tới làm phiền thêm người khác. Có khi người khác ngại từ chối, nhưng không tiện thể hiện ra. Bởi vậy nên chúng ta phải học được chọn lựa thời cơ tốt nhất, làm thuận tiện cho người khác, thuận tiện cho bản thân mình. Các bạn nhỏ thân mến, hẹn gặp lần sau. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Thám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật.
đào.